Trong Kinh Tương Ưng Bộ Phẩm Chuyển Pháp Luân, Thánh Đế về khổ, Đức Phật chỉ rõ 8 sự khổ: sinh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, oán gặp nhau, ái biệt ly, cầu không được là khổ. Nhưng trong Kinh số 141, Kinh Phân Biệt Về Sự Thật Trung Bộ Kinh, thì con không thấy nói đến 2 sự khổ là oán gặp nhau và ái biệt ly. Con chưa rõ và muốn hỏi sư, kính mong sư hoan hỷ giải đáp. Thì thưa với quý vị đó, giống như là bây giờ quý vị đọc ở trong Tăng Chi đó, thì sẽ thấy vấn đề này nó rõ hơn. Là có những khi Đức Thế Tôn nói là có một pháp này các tỳ kheo đó. Rồi sau đó đó, khi mà nói hai pháp thì Đức Thế Tôn có một số bài kinh Thế Tôn chỉ bổ sung thêm một chi phần nữa, là nó thành ra hai pháp, tức là một pháp cộng thêm một pháp nữa thành ra hai pháp. Ví dụ như Đức Thế Tôn nói có một pháp này các tỳ kheo cần phải đoạn trừ, đó là gì? Đó là sân. Sân cần phải đoạn trừ này các tỳ kheo. Rồi xuống dưới, có một pháp này các tỳ kheo cần phải đoạn trừ, đó là gì? Đó là tham. Tham này các tỳ kheo cần phải đoạn trừ. Rồi xuống nữa thêm một cái bài kinh khác, bài kinh khác nha, Thế Tôn nói là có một pháp cần phải đoạn trừ này các tỳ kheo, đó là si. Này tỳ kheo, si cần phải đoạn trừ. Rồi đó là chương một pháp. Qua chương ba pháp, quý vị sẽ thấy là có một bài kinh Đức Thế Tôn nói có ba pháp cần phải đoạn trừ này các tỳ kheo, đó là gì? Đó là tham, sân và si. Tham, sân và si này các tỳ kheo cần phải đoạn trừ. Đấy, thì nếu như quý vị đọc cái chương ba pháp trước, có ba pháp cần phải đoạn trừ là tham, sân và si, và sau đó vì lý do nào đó quý vị chỉ đọc được một bài kinh ở trong chương một pháp là có một pháp cần phải đoạn trừ này các tỳ kheo, đó là tham, thì quý vị sẽ thắc mắc là ủa như vậy là không lẽ bây giờ tại sao có bài kinh á Thế Tôn nói là có tham sân si, mà ở chỗ này Đức Thế Tôn chỉ nói ở có mỗi tham thôi, như vậy không lẽ sân và si nó bị thiếu hay sao? Thì đó, chúng ta có thể hiểu là có những khi Thế Tôn ngài bổ sung thêm, hoặc là ngài không cần phải nhắc đến một vài cái chi pháp, bởi vì cái đối tượng người nghe, nhớ dùm sư là cái đặc điểm của giáo pháp đó là gì? Không thiếu cũng không thừa. Thì có những nơi đó, Đức Thế, nhớ dùm sư kinh tạng của chúng ta học đó, là Thế Tôn nói cho những người có mặt ở đó, chứ không phải là cho chúng ta, những người hậu thế mà chúng ta nghiên cứu lại. Cho nên có nhiều khi ngài nói với người có mặt ở đó đó, thì một số chi phần ngài không cần phải nói. Một là ngài không cần nói, họ vẫn sẽ hiểu. Đủ rồi, ngài nói đủ rồi, họ sẽ vẫn hiểu. Cái thứ hai đó là ngài không cần nói, bởi vì nói nó sẽ khiến cho họ bị bối rối. Đấy, xin lấy ví dụ như có khi Thế Tôn nói là phải giữ hết tỳ kheo phải giữ hết các cái giới, từ cái giới lớn cho đến cái giới nhỏ, nhưng mà có nơi đó Đức Thế Tôn nói với vị tỳ kheo là ông chỉ cần ông giữ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thôi. Đấy, thì chúng ta phải hiểu là ngài thuyết pháp là cho cái đối tượng nghe vào thời điểm đó. Cho nên là có khi là như ở đây nè, có khi là ngài không cần phải nhắc đến cái khổ oán gặp nhau và ái biệt ly, bởi vì có thể đối tượng đó họ không cần nghe, hoặc nếu như nghe họ sẽ bối rối. Bởi vì quý vị biết một số vị có cái phước đặc biệt lắm quý vị, các vị đó sinh ra trong một gia đình rất là hạnh phúc và không có kẻ thù, tức là ai cũng thương các vị đó hết. Thương từ hồi nhỏ cho đến cái tuổi mà xuất gia đó, ai cũng thương hết. Rồi đi xuất gia rồi thì trong tăng đoàn các vị sư huynh ai cũng thương hết, rồi Phật tử ai cũng thương hết. Thì vị đó sống từ nhỏ đến lớn trong tình thương, vị đó chưa bao giờ gặp cái tình trạng là thương phải xa mà ghét phải gần, không có. Ở xung quanh các vị đó ai cũng thương hết trơn á. Thành ra nếu như, nghe sư nói, nếu như
mà Thế Tôn Ngài nói đến cái vấn đề đó đó, tự nhiên họ sẽ bị bối rối, bởi vì họ chỉ đơn giản là họ từ khi sanh ra cho tới bây giờ họ chưa gặp cái vấn đề đó bao giờ. Có thể họ sẽ bối rối, và cái chuyện bối rối đó sẽ cản trở cái vị đó chứng đắc đạo quả. Đó là một khả năng ha. Cho nên là chúng ta cái chuyện mà có một số bài kinh thì Thế Tôn Ngài bổ sung thêm một vài chi pháp, còn có một số bài kinh thì Thế Tôn Ngài không nhắc đến một vài chi pháp, thì đó là chuyện hết sức bình thường. Và cái này á, là không phải là sư không có nghiên cứu ha, mà sư đã tìm sệt ở trong cái kinh tạng đây nè, để cho quý vị thấy đó là có nhiều bài kinh, không phải chỉ có một bài đâu nha, không phải chỉ có một bài đâu, mà có nhiều bài cũng như vậy đó, là có nhiều bài mà đối tượng nghe không cần nghe chi phần này thì Đức Thế Tôn Ngài cũng không có nhắc. Đấy. Rồi, chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.